Nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân là chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Từ quan điểm đó, trong mỗi quyết sách, tỉnh đều hướng đến những tiêu chí cơ bản là quan tâm chăm sóc cho đời sống người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát là chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo niềm tin an cư lạc nghiệp, tiếp thêm động lực cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhiều năm qua, hỗ trợ xây mới, sửa nhà ở cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn đã được tỉnh quan tâm thực hiện bằng nhiều cách làm chủ động, linh hoạt. Nổi bật là thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội hàng năm đã giúp kêu gọi được sự quan tâm của cộng đồng xã hội, được hàng nghìn nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội, nhà khăn quàng đỏ, mái ấm công đoàn. Từ đó khuyến khích người nghèo, người dân ở vùng khó khăn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu, nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Quảng Ninh hoàn thành trước 3 năm chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tiếp tục cần sự quan tâm hỗ trợ của cộng đồng. Từ đầu năm 2023, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng địa phương tập trung thực hiện nội dung này. Về nguồn lực, huy động sức mạnh tổng hợp và sự vào cuộc của các cấp ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị, hệ thống chính trị toàn tỉnh tham gia hỗ trợ xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt chủ thể của hộ gia đình được thụ hưởng hỗ trợ. Đặc biệt, phát huy cao nhất vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh giữ vai trò nòng cốt, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cấp huyện trực tiếp thực hiện. Đây là nơi ở của con gái và hai cháu nhà bà Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1958 ở thôn Yên Sinh, phường Tràng An, thị xã Đông Triều. Trong gian bếp chật chội, những đứa trẻ đang phải chắt chiu từng góc trống với đồ đạc để làm trốn nghỉ ngơi. Căn bếp cũng là nơi bà Hải cho con gái và các cháu mượn để ở. Bà Hải và gia đình rất mong nhận được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, các cơ quan giúp đỡ cho con gái làm gian nhà ở, rồi anh em, người thân mỗi người thêm thắt một chút để mẹ con có được mái nhà để ở. Bởi hiện tại, nhà thì đi ở nhờ nhưng vẫn bị mưa dột, nước mưa chảy hết vào nhà. Nhà cửa giờ không có, thì giờ toàn ở nhờ nhà bà, giờ bà cũng lại có thằng em, giờ chưa lấy vợ, cũng chật chội mà nhà giờ vừa rồi mưa dột hết vào trong nhà kìa, chảy như nước, nhà bà cũng thế thôi. Rồi chăm sự nhờ đến các cấp chính quyền, rồi các bác đi thực thu đây cũng coi như nhờ đến Đảng, nhà nước quan tâm đến các em cho đỡ khổ. Còn đây là ngôi nhà của bà Phạm Thị Nương, 72 tuổi, là hộ cận nghèo ở thôn Thành Long, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, sắp hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bà đang sống một mình trong nhà tạm khoảng chừng 20 mét. Những ngày mưa gió, bà đều phải sang nhà hàng xóm để trú tạm vì sợ nhà bị đổ sập. Hiện nay, ngôi nhà cấp 4 đảm bảo ba cứng đang trong giai đoạn hoàn thành là niềm mơ ước mà trước đây bà không dám nghĩ đến. Với số tiền 50 triệu được hỗ trợ, cùng với sự hỗ trợ của người thân, bà Nương cân đối để xây dựng được ngôi nhà gần 70 mét khang trang. Được căn nhà này là cứng cáp lên như này là trước đây là hàng thôn hàng xóm và chị em tất cả là cũng vui mừng cho tôi. Và cũng coi như là giúp đỡ tôi và những điều ăn nhẽ nói mà những công việc kia thì là người ta cũng giúp đỡ tôi khi là dọn dẹp này khác. Chúng tôi cũng đã đề ra các cái giải pháp và giao nhiệm vụ cho từng tập thể, từng cá nhân để có các cái giải pháp căn cơ và đảm bảo rà soát tiến độ theo từng tháng, từng quý để mà phấn đấu sẽ hoàn thành cái chỉ tiêu này. Cũng như thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên hiện có 55 hộ trong diện được hỗ trợ xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trong năm 2023. Trong đó có 37 hộ xây mới, 12 hộ sửa chữa nhà. Đây chủ yếu là các hộ cận nghèo, hộ người khuyết tật, hộ neo đơn, người cao tuổi. Theo rà soát của tỉnh Quảng Ninh, hiện 10 trên 13 địa phương có các hộ thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát, với 266 nhà thuộc diện tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát. Hiện nay, thông qua các kênh kêu gọi, các địa phương đã và đang tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, chung tay tạo nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhiều địa phương đã huy động được cơ bản nguồn lực và đã giải ngân để các hộ triển khai xây mới, sửa chữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động các đơn vị cá nhân, nhà hảo tâm để tiếp tục ủng hộ đảm bảo kinh phí cho 55 hộ nhà tạm, nhà dột nát, nâng cao chất lượng cuộc sống và nâng cao cái đời sống của nhân dân. Tại thành phố Uông Bí, lễ phát động xóa nhà tạm, nhà ở dột nát của chính quyền đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện để tạo nguồn lực triển khai chương trình. Toàn bộ số tiền ủng hộ được phân bổ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng để hỗ trợ các gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, hộ người khuyết tật, hộ neo đơn, người cao tuổi xây mới, sửa chữa nhà. Qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Bà Nguyễn Thị Tiêu là người khuyết tật đặc biệt nặng, hiện đang trú tại tổ 4A, khu 2, phường Quang Trung. Bà Tiêu bị tai biến nặng, phải nằm một chỗ từ năm 1996, nên mọi sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc vào người con trai là anh Kiều Thành Lợi. Gác lại công việc ở mỏ, gác lại hạnh phúc riêng, anh Lợi lựa chọn trở thành lao động tự do để có thêm thời gian chăm sóc mẹ. Tuy nhiên, kinh tế gia đình cũng vì thế ngày một khó khăn hơn. Ước mơ của anh là có một căn nhà vững chãi, không lo mưa nắng. Và từ chương trình triển khai thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh, ước mơ của anh Lợi đã trở thành hiện thực khi gia đình được hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà theo chủ trương của tỉnh. Nếu như không có nguồn hỗ trợ của phường và của chính quyền thì gia đình vẫn chưa có ý định là xây lại, bởi nguồn kinh phí thì mình cũng không có. Nhưng mà đến ngày đầu thực sự mình xúc động khi cán bộ phường bạn nói những câu nói mà thực sự rơi nước mắt. Rồi mọi người xung quanh cũng vay mượn rồi anh em bạn bè giúp đỡ nhiều. Công trình của mình cũng đến 80% rồi. Muốn là đưa bà lên trong tháng này để có thời gian làm công trình sau. Bên cạnh việc ủng hộ kinh phí, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã chung tay ủng hộ bằng nhiều hình thức thiết thực khác như vật liệu xây dựng, ca máy, ngày công. Có nhiều hộ thì cũng cứ đắn đo và không có tiền thì ngại, cũng không dám ra nợ, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn phải động viên. Là thôi thì cứ lấy đi để làm đi cho nó xong đi, cho nó đỡ vất vả. Chúng cháu đại lý cũng cố gắng thì chúng cháu giúp đỡ để làm cho nó hoàn thành. Trong quá trình triển khai rà soát, xét duyệt, lựa chọn đối tượng thì chúng tôi triển khai từ cấp thôn khu, tổ dân khu phố, xét duyệt lựa chọn từng đối tượng cụ thể, huy động xã hội hóa toàn dân, các đơn vị doanh nghiệp và đặc biệt là người dân. Với tổng số kinh phí tại thời điểm hiện nay chúng tôi huy động được trên 300 triệu và chúng tôi cũng gắn vào những địa chỉ cụ thể từng gia đình. Bên cạnh đó thì người dân còn hỗ trợ về ngày công, nguyên vật liệu, ví dụ như là xi măng, cát đá. Chúng tôi cũng thấy được là cái sự chung tay góp sức của cộng đồng đối với cái chủ trương này. Xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát là chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tỉnh Quảng Ninh, tạo niềm tin an cư lạc nghiệp, từng bước rút ngắn khoảng cách về chất lượng đời sống trong nhân dân, tiếp thêm động lực cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống và góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Qua đó, truyền thống tương thân tương ái được giữ gìn, sức mạnh đoàn kết thống nhất trong toàn dân được phát huy đúng với phương châm của tỉnh luôn nỗ lực thực hiện. Đó là để mọi người dân Quảng Ninh đều được hưởng thành quả phát triển, tăng trưởng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.